xin tất cả các bạn bài báo cáo của tôi có cái tên là hen nặng mà đúng ra thật ra chúng ta phải gạch một cái gạch nối nặng gạch khó điều trị tức là uh, severe nặng uh, refractory asthma tức là hen nặng khó điều trị tức là vừa nặng cộng với khó điều trị thì nó sẽ nó sẽ hợp lý hơn cái có điều thì tôi cũng xin được uh, uh, nói một chút về cái uh, bệnh học hen để chúng ta hình dung lại, tái nhớ lại cái, cái kiến thức năm thứ ba của chúng ta. Chúng ta biết rằng là hen thì đa phần là chúng ta nói là hen dị ứng, hen atopy. Thế thì trên cái hình này cho chúng ta một cái một cái hình ảnh rất là cụ thể về về antigen tức là các cái dị nguyên thông qua cái tế bào trình diện kháng nguyên để tác động lên uh, TH2 và lympho B tạo ra IgE và tác động trên tế bào mast cái này chúng ta đã rất giỏi rồi thế thì câu chuyện mà như thế atopy như thế thì nó không phải là hoàn toàn là chỉ có như vậy không mà chúng ta biết rằng là từ TSA sẽ có interleukin 5 tác dụng lên eosinophil mà chúng ta sẽ nói về câu chuyện eosinophil tiếp theo rất là nhiều lần đồng thời ấy, thì chúng ta cũng thấy rằng là khi mà cái tế bào trình diện kháng nguyên nó tiếp cận với antigen xong ấy, thì nó thông qua cái interleukin 23 nó kích hoạt cái TH17 và câu chuyện nó trở nên nó rắc rối là ở chỗ sau khi mà th được hoạt hóa nó sẽ kích thích tế bào biểu mô niêm mạc và từ đó rất nhiều các cái cytokine nó lôi kéo các cái các cái hệ miễn dịch không còn là hệ miễn dịch gọi là là là, là, là adaptive tức là hệ miễn dịch thu được nữa mà nó nó kích thích kích hoạt một cái hoạt động miễn dịch gọi là miễn dịch tự thân làm cho cái câu chuyện của của hen nó trở nên phức tạp Thế thì gần đây ấy, thì chúng ta có một cái sơ đồ khái quát cái sinh bệnh học của hen như thế này. Nhưng mà thực sự nếu chúng ta đọc những cái tài liệu viết về uh, về bệnh học hen của những thầy rất là già ngày xưa đấy từ những cái năm 60 70 đấy thì chúng ta thấy rằng là chúng, về lâm sàng các thầy cũng đã nói hen nội sinh hen ngoại sinh rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta làm chúng ta quên mất những khái niệm hen nội sinh và hen ngoại sinh thì thật sự mà nói thì chúng ta cũng thấy rằng đối với dị nguyên thông qua vai trò của TSI thì nó kích thích kích hoạt cái tế bào mast và như thế là chúng ta thấy có một cái một cái 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 tác nhân kích thích là dị nguyên đi từ ngoài bên vào rất rõ ràng chúng ta chẩn đoán đó là là hen ngoại sinh nhưng tuy nhiên thì các yếu tố nội sinh nó cũng có thể có một cái vai trò nhất định thông qua một cái hệ thống các cái tế bào miễn dịch mà gọi là tế bào miễn dịch không phụ thuộc vào kháng nguyên nó tự thân nó có thể đáp ứng được một cái đáp ứng miễn dịch không phụ thuộc vào kháng nguyên thí dụ như là bụi thì khói thuốc lá virus vân vân đặc biệt là cái hiện tượng gọi là microbiome tức là các cái vi khuẩn nó tồn tại lâu dài ở trên đường thở của chúng ta thì nó có thể tạo nên các cái kích thích mà thông qua các cái tế bào gọi là không cần kháng nguyên nó vẫn đáp ứng miễn dịch. Thế như vậy rằng là hai cái hệ thống này nó có một cái phần nào đó nó overlap với nhau, nó chạy tới nó kích hoạt các cái cái tế bào cơ trơn, kích hoạt các cái tế bào chế tiết và đặc biệt là kích hoạt bạch cầu toan để tạo nên một cái bệnh cảnh hen hết sức là phức tạp ở trên một phân nhóm bệnh nhân. Thế thì ở đây chúng ta lại nói đến một vài cái chuyện liên quan đến bạch cầu quái toan thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng cái hiện sự hiện diện của bạch cầu quái toan là cái sự hiện diện của một cái tiên lượng xấu trong hen phế quản. Thế thì chúng ta thấy rằng là đối với nhóm trứng ở đây là cái nghiên cứu về 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 bộ protein của bạch cầu toan và bạch cầu toan chúng ta thấy trên nhóm trứng, trên nhóm hen thưa, trên nhóm hen nhẹ trung bình và trên nhóm nặng chúng ta thấy rằng là bạch cầu ái toan nó tăng lên một cách rất là rất là rõ. Hay nói một cách khác là sự hiện diện nhiều của bạch cầu ái toan nó chúng ta biết là cái hiện tượng viêm đó ở trên trên bệnh nhân hen rất là phức tạp. Và cũng như vậy ở các cái nghiên cứu về autopsy trên những trường hợp hen nặng và tử vong, người ta thấy rằng những cái trường hợp mà có tăng bạch cầu ái toan có những cái trường hợp nặng thì chúng ta thấy là có một cái sự giống nhau về mặt gọi là remodeling cái cấu trúc của cái màng nền ở trên những trường hợp hen nặng tử vong và ở trên những cái trường hợp hen uh, tăng bạch cầu toan thì nó có một cái đặc điểm giống nhau hay nó cái khác chúng ta nói rằng là bạch cầu ấy toan là hình ảnh tiên lượng xấu của hen thì chúng ta nói rằng là hình ảnh xấu đó được gắn với một cái hình ảnh bệnh học đó là cái remodeling của cái màng nền và tạo nên các cái biến đổi về mặt cấu trúc và ảnh hưởng đến chức năng. Thế như vậy chúng ta đã nhìn thấy rằng là trong hen có một cái hiệu ứng ở một cái phân nhóm bệnh nhân tạo nên một cái hình hiệu ứng vòng xoắn mà cái hiệu ứng vòng xoắn đó thông qua vai trò của ts TS1, thông qua của các cái cytokine mà chúng ta nói rằng là vai trò của các tế bào miễn dịch không phụ thuộc vào dị nguyên sẽ tạo nên một cái hiện tượng mà chúng ta thấy nó khá giống trong COPD mà 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 anh Vinh anh mới đấy anh nói là dường như có lúc người ta muốn đưa hai cái bệnh này trở lại nhau nhưng mà thực sự mà nói nó chỉ có ở trên một phân nhóm bệnh nhân thôi. Đứng về mặt tế bào thì chúng ta thấy rất là rõ là trên cái phân nhóm bệnh nhân mà kiểm hen nặng đó mà kiểm soát khó đó thì so với cái trường hợp hen nhẹ và kiểm soát tốt thì cái đặc điểm tế bào ở trên đường thở của bệnh nhân nó phức tạp hơn rất là nhiều ở trên những trường hợp hen nặng người ta thấy rằng các cái tế bào đại thực bào rồi là bạch cầu đa nhân trung tính rồi là bạch cầu ái toan là tăng hơn so với những trường hợp hen nhẹ kiểm soát tốt và đặc biệt có ý nghĩa là đối với bạch cầu đa nhân trung tính và macrophage tức là những cái tế bào đáp ứng miễn dịch gọi là tự thân không phụ thuộc vào kháng nguyên và trên cái phân tích này cho chúng ta thấy một lần nữa là cái vai trò của từng cái loại tế bào đó nó có ảnh hưởng trên những cái phân nhóm ví dụ như là đối với bạch cầu ái toan chẳng hạn người ta thấy rằng là có sự khác biệt giữa các nhóm hen rất là rõ tức là nó phân theo từng bậc từng bậc hen hen thưa hen tồn tại nhẹ trung bình và nặng rất là rõ nhưng mà đối với bạch cầu đa nhân trung tính thì cho chúng ta thấy rằng là chỉ có sự khác biệt giữa nhóm hen thưa và nhóm hen nặng thôi thế như vậy rằng là chúng ta nhìn nhận là bản chất viêm tế bào thay đổi nó cũng phụ thuộc vào cái đặc điểm của bệnh nhân, đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân, đặc điểm đáp ứng với điều trị phổ biến của bệnh nhân chứ không phải là tất cả mọi bệnh nhân đều như vậy. Khi người ta chia ra thành hai nhóm là nhóm có tăng bạch cầu ái toan và nhóm không có tăng bạch cầu ái toan thì chúng ta thấy rằng là ở cái nhóm có tăng bạch cầu ái toan ở cái mức 0 đến 3% thì cái việc mà điều trị corticosteroid từ ngày thứ 0 đến ngày thứ 4 là hầu như không có hiệu quả. Nếu có hiện tượng tăng từ 3 đến 5% thì có hiệu quả, 5 đến 11% thì có hiệu quả hơn và trên 11% thì có hiệu quả hơn rất là nhiều. Hay nói một cách khác, nếu chúng ta mà nhìn thấy bản chất viêm của hen thì chúng ta có thể có những cái ứng xử nó rất là hợp lý. Và nãy tôi có một cái câu comment đối với với anh Vinh ấy, là chúng ta nhớ rằng là cái câu chuyện của Esenovin là câu chuyện nó chỉ xảy ra ở trên 40% thôi còn lại quá nửa tức là 60% là nó là hen không có phụ thuộc vào vấn đề tăng bệnh của ái toan và chúng ta cần phải lưu ý đó là những trường hợp chúng ta cần phải điều trị cơ bản. Một tác giả khác họ làm cái gọi là phân tích cluster đấy, tức là phân tích để tìm ra cái 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 cái, cái phenotype của bệnh nhân thì họ chia ra làm năm uh, cái loại phenotype có có một số các cái phim, overlap như thế này thì nhóm atopy nhẹ, nhóm atopy trung bình, nhóm không atopy muộn tức là khởi phát muộn không atopy nhóm atopy nặng và nhóm nặng cảm theo tác nhãn cố định cái gì tôi nói rất nhanh bởi vì không có thời gian nhưng mà những cái thuật ngữ này là những thuật ngữ xác định rất là quan trọng về mặt bệnh học thì cho chúng ta thấy rằng là cái nhóm hen nặng khó điều trị chủ yếu nằm ở nhóm atopy nặng và hen nặng uh, tác nhãn cố định nói như thế thì chúng ta cũng biết rằng là về bản chất của hen nặng khó điều trị cũng là một phi nội thai nhưng mà cái phi nội thai đó nó vẫn có subgroup group của nó tức là có thể nó xuất phát từ atopy nhưng mà nó tiến triển nặng lên và có thể nó không xuất phát từ atopy. Cho nên câu chuyện mà chúng ta phải tìm được cái bản chất của nó để chúng ta điều trị là cũng là một câu chuyện chúng ta cần phải xác định chứ không phải tất cả những trường hợp nào hen nặng khó điều trị. Chúng ta cũng đi vào một cái lộ trình có tính chất là gọi là step by step như các cái guideline hướng dẫn. Thế thì rõ ràng khi mà chúng ta phân tích về kiểu hình viêm ở trong hen, chúng ta thấy có tính tăng phản ứng, có vấn đề phơi nhiễm, có vấn đề cơ địa, các cái yếu tố này nó tác động có tính chất là tương hỗ với nhau. Nhưng mà chúng ta lại hoàn toàn không biết rằng là cái sự tác động này nó quyết định như thế nào đến phản ứng viêm. Tôi nói một người hút thuốc lá tại sao trở thành COPD, nhưng mà một người hút thuốc lá tại sao lại không bị COPD thì chúng ta lại không biết. Thì câu chuyện này nó là một câu chuyện hết sức phức tạp mà câu chuyện phức tạp đó nó được nhấn mạnh rất là nhiều mặc dù cho đến ngày nay người ta chưa giải thích được cơ chế nhưng mà rất quan trọng ở 5 năm đầu đời của đứa trẻ tức là ngay từ lúc bụng mẹ rồi sinh ra trong 12 tháng đầu và đến 5 tuổi thì khi mà cái cái, 5 tháng đầu đời, 5 năm, năm đầu đời đó nó quyết định đến cái sự định hướng cái định hình của cái đáp ứng miễn dịch đối với 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 các cái kích thích từ bên ngoài. Ví dụ như có những giả thuyết họ nói rằng là những đứa trẻ ở bẩn, những đứa trẻ ở nông thôn thì sẽ ít bị hen hơn những đứa trẻ ở sạch và những đứa trẻ ở thành phố. Vì sao như vậy? Là bởi vì cái kích thích của của chúng nó đang đáp ứng xa hướng của TH1 và TH17, nó nó giảm đi ở TH2. Thế như vậy rằng là rõ ràng câu chuyện của của những cái năm tháng đầu đời của đứa trẻ đó là một câu chuyện hết sức là phức tạp mà chúng ta cũng thật sự cho đến bây giờ chúng ta cũng chưa có một cái cách chúng ta lý giải chúng ta chỉ biết rằng là vấn đề nội tiết vấn đề nhiễm trùng vấn đề thuốc lá là có tác động đến cái sự chuyển biến đó sự chuyển biến đó như thế nào trong cuộc đời thì chúng ta cũng chưa biết được cho nên là chúng ta chỉ có nhận thức được để chúng ta có thể tìm được cái hướng để chúng ta đi thôi khi nói về vấn đề nội tiết thì chúng tôi xin được đưa ra một cái nghiên cứu nghiên cứu này cũng khá thú vị là nghiên cứu cái tình trạng kiểm soát hen trên bệnh nhân mà có cái rối loạn kinh nguyệt thì người ta thấy chia làm hai nhóm, nhóm bệnh nhân hen có liên quan đến rối loạn kinh nguyệt và nhóm bệnh nhân hen không có liên quan đến rối loạn kinh nguyệt thì người ta thấy rằng là ở những cái trường hợp có rối loạn kinh nguyệt thì người ta thấy rằng là cái 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 triệu chứng của bệnh nhân cũng như là cái khả năng gọi là cái sự hạn chế trong cái sinh hoạt của bệnh nhân là có sự khác biệt có ý nghĩa. Ở đây chúng ta sẽ nói rằng là rõ ràng câu chuyện của rối loạn kinh nguyệt hay là câu chuyện của nội tiết nữ có liên quan đến vấn đề hen và kiểm soát hen. Thế như vậy rằng là nó có những yếu tố không phải đơn thuần là chỉ là yếu tố viêm không. Thế còn khi chúng ta nói rằng là hen nặng thì chúng ta nói rằng là không điều trị với corticosteroid được, tức là việc trị liệu cơ bản. Thế thì vậy, vậy cái gì quyết định cái kháng corticosteroid? Thì đây là bốn cái giả thiết nói rằng là trên một bệnh nhân có thể có những trên bệnh nhân có thể có những cái biến đổi như thế này. Thí dụ như là biến đổi GA alpha một cái receptor của corticosteroid thí dụ như là nó tăng cái đáp ứng qua TH17 qua vai trò của thuốc lá thí dụ như là nó có cái hiện tượng chuyển dạng các cái mã gen tạo cái protein tiền viêm trong các cái nhiễm khuẩn và nhiễm virus cái này ở Việt Nam chúng ta thì rất là nhiều và rất là rõ và cái cuối cùng là nó 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 nó, nó khiếm khuyết cái hoạt tính của h 2 tức là cái histone để acidilase hỗ trợ cho cái việc mà điều trị corticosteroid ở trong trường hợp hen Thế như vậy rằng là bệnh nhân có thể gặp cái gì ở trong bốn cái tình huống này chúng ta cũng không biết được nếu như nếu như chúng ta có thể nhìn thấy thì chúng ta có thể nhìn thấy là nếu bệnh nhân có hút thuốc lá thì nó có thể khuếch đại qua con đường viêm của từ h rồi. Nên câu chuyện của chúng ta cũng không phải là đơn giản. Thế như vậy rằng là như là anh Vinh anh anh, anh nhận định nữa thì rõ ràng là chúng ta có cái hiện tượng tắc nghẽn tăng bạch cầu toàn ở trong hen chúng ta có hiện tượng tắc nghẽn tăng bạch cầu ái toàn ở trong COPD. Thế nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng là cái nhóm này có vẻ như nó giống nhau nhưng mà nó chỉ 30 đến 40% thôi, còn lại là 50 cho đến 60% là atopy không tắc nghẽn hay nói cách khác là chúng ta đang giải quyết bài toán hen là không có liên quan gì đến cái chuyện tắc nhãn cả và không có liên quan gì đến bài cái câu chuyện của của bạch cầu ái toan cả. Cũng như vậy đối với CVD thì chúng ta cũng biết rằng là tắc nhãn tăng bạch cầu đơn nhân trung tính là chủ yếu và chúng ta cũng không cần quan tâm đến bạch cầu ái toan. Đấy là một câu chuyện chúng ta phải rất là tách bạch với nhau nhiều cái quan điểm cứ cho rằng là nó nó chồng lên nhau rồi thôi coi là một thì rất là rất là nguy hiểm theo tôi là như vậy. Thế còn về mặt thuật ngữ mà nói thì bài trình bày của anh sĩ lần nữa nói với, đến cái vấn đề của Gina 2019, Gina 2019 vẫn tắc cái hen nặng và hen khó. Thế như vậy rằng câu câu chuyện của hen nặng và khó điều trị nó vẫn là một cái thuật ngữ mà bây giờ chưa được sự đồng thuận. Tôi nói thí dụ như là ATS năm 2000 vẫn chưa đồng thuận. EAS và ATS năm 2014 cũng chưa đồng thuận. BTS 2016 cũng chưa đồng thuận. Đến Gina 2019 chúng ta cũng chưa đồng thuận. Thế như vậy rằng là chúng ta phải có một cái quan điểm đồng thuận về cái chữ hen nặng và khó điều trị. Nếu như mà không phải là không phải là nặng thì không phải là khó mà chỉ có khó thì mới gọi là nặng. Cho nên là chữ hen nặng khó điều trị luôn luôn chúng ta phải cộng với nhau. Đấy là một cái quan điểm đầu tiên được đưa ra trong một cái hội thảo đồng thuận quốc tế ở châu Âu mà tôi sẽ nhắc đến sau. Và một cái tác giả tên là René cũng 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 đã viết và ra sơ đồ hóa về cái gọi là hen nặng khó điều trị hết sức là cụ thể. Thế thì cái quan điểm của cái đồng thuận năm 2011 của 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 châu Âu ấy, thì người ta đưa ra 10 cái tiêu chuẩn và tôi có nghĩ rằng là 10 cái tiêu chuẩn này rất là là đơn giản cái tiêu chuẩn thứ nhất là triệu chứng không kiểm soát được cái tiêu chuẩn thứ hai là đã sử dụng điều trị hết mức rồi tức là như là thầy sĩ nói tức là bắt đầu đến bậc 4 bậc năm mà vẫn không kiểm soát được cái thứ ba là phải được theo dõi và đánh giá rất là tốt trong một thời gian đặc biệt là dưới vai trò của các bác sĩ chuyên khoa thì chúng ta mới kết luận là là bệnh nhân này hay là khó điều trị Thế thì chúng ta trên cái sơ đồ này chúng ta thấy là rất là rõ Hen nặng khó điều trị là hen nặng cần điều trị thuốc liều cao Nhưng mà khi chúng ta đã điều trị thuốc liều cao rồi thì cũng không kiểm soát được Và không kiểm soát được thì chúng ta phải tách cái nhóm ra là có các bệnh đồng mắc Kết hợp tác động vào chúng ta bỏ ra Còn lại là cái nhóm gọi là hen nặng khó điều trị thực sự Theo quan điểm mà tôi đang trình bày với các bạn Thế thì cái ý niệm này thật sự mà nói nó đang rất lẫn lộn Kể cả Gina chín mà chúng ta vừa nghe cũng rất là lẫn lộn Thế cho nên là chúng ta lưu ý là chúng ta chẩn đoán hen nặng khó điều trị là một trường hợp đã được loại trừ hết tất cả các cái yếu tố này rồi thì chúng ta mới chẩn đoán hen nặng khó điều trị. Nhưng mà có một cái một cái tỷ lệ rất quan trọng tôi rất là muốn nhấn mạnh là mặc dù nó chỉ chiếm 5 đến 10% trong cái dân số hen thôi. Thế nhưng mà nó chiếm đến trên 50 phần tổng chi phí, trên 50% tổng chi phí của hen. Hay nói một cách khác là nếu mà đứng dưới góc độ quản lý và đứng dưới góc độ dịch tế thì chúng ta phải dành trên 50% để chúng ta xử lý cái nhóm bệnh rất là khó chịu như vậy. Gần đây thì có một cái bài báo của một tác giả chúng ta khá quen thuộc với các độc giả Việt Nam tức là Eric Benjamin ở, ở South Africa chúng ta có một cái bài báo rất là hay là ông ông nói ngay trong cái phần đặt vấn đề rằng là chúng ta đang rất là loay hoay phân tích bệnh học của những trường hợp nặng nhưng mà thực sự mà nói thì câu chuyện của của những trường hợp gan nặng lại nhằm ở cái năng lực của hệ thống y tế chúng ta điều trị chưa tốt đây là một câu nói rất là thú vị và cũng là một cái gợi ý rất là quan trọng đối với tôi khi mà tôi tiếp nhận được cái bài báo này cho nên là tôi đã đặt vấn đề với sở ngọc cần thơ và và chúng tôi đã triển khai một cái dự án mà chúng tôi gọi là dự án nice vn cái dự án này cái dự án này thì tập trung trên COPD, trên viêm phổi cộng đồng và trên hen nặng khó điều trị. Thế thì đối với hai nặng khó điều trị thì cái dự án này đã lấy các cái bệnh án quản lý ngoại trú của 6 bệnh viện trên cả nước. Ở đây chúng tôi lấy cả bệnh viện chuyên khoa và cả bệnh viện đa khoa tuyến cuối. Thế thì trên 10 trên 101 bệnh án quản lý ngoại trú khảo sát chẩn đoán hen nặng và khó điều trị thì chúng tôi mới để ý xem là hồ sơ của chúng ta có những thông tin gì giúp cho một trường hợp hen không kiểm soát được có khả năng đánh giá được là hen nặng khó điều trị hay không thì khoảng 10% là không có thông tin để đánh giá hay nói một cách khác là bác sĩ vẫn cứ cho ICS rồi cho ICS trung bình rồi cho ICS liều cao ICS liều cao không được thì cho thêm OCS và chúng ta không có thêm thông tin để chúng ta làm tiếp nữa có phải là SRA không và như vậy chúng ta thiếu khoảng độ chừng 10% câu chuyện này cũng không phải là đáng trách lắm nhưng mà nếu mà chúng ta nói rằng SRA chỉ có khoảng 10% thì câu chuyện này thật sự là đáng trách. Nếu mà chúng ta nói rằng là các cái phương pháp trị liệu có thể áp dụng được với SRA như là như là cái bài báo cáo của anh sĩ vừa trình bày đấy thì khoảng là sắp xỉ 30% chúng ta hoàn toàn không có. Chúng ta hoàn toàn không có đối với việc điều trị SRA. Chúng tôi coi là điều trị đối với hai nặng khó điều trị là kháng IGA omalizumab, kháng leukotriene, theophylline liều thấp, kháng interleukin mepolizumab và kháng À, kháng sinh với 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 cái trị liệu gọi là trị liệu dự phòng là đối với đối với với hen là macrolide thì ở đây chúng ta cho một cái kết quả rất là rất là đáng ngại là khoảng là chừng 1 phần tư cho đến trên 50 phần trăm bệnh nhân của chúng ta hoàn toàn không có điều trị theo cái kiểu của hen nặng khó điều trị hay nói một cách khác là quan điểm của chúng ta điều trị về sinh học hay là điều trị không phải là giãn phế quản và corticosteroid là là rất thấp cái điều đó cho chúng ta cần có một cái định hướng, cần có một cái quan điểm rằng là trong đa số các cái trường hợp chúng ta quản lý tốt bằng kháng viêm steroid và giãn phế quản. Trong đa số các trường hợp, đây chúng ta chúng ta nên gọi đó là trị liệu cơ bản. Và khi mà chúng ta đã không thành công trong cái việc mà chúng ta quản lý điều trị cơ bản thì chúng ta hướng đến các cái trị liệu không giãn phế quản, không có corticosteroid mà chúng ta hướng đến các cái trị liệu mà hiện nay có một cái thuật ngữ mới gọi là biologic treatment tức là điều trị sinh học và cái điều trị này là cái điều trị chúng ta cần phải dành cho các bác sĩ của tuyến cuối và chuyên khoa để chúng ta có khả năng chúng ta uh, phi nội thai được ở đây chúng ta vẫn còn một cái câu hỏi rất là to rất là lớn và cũng không biết ai sẽ trả lời câu hỏi này ai ở đâu và bằng cách nào chúng ta chẩn đoán được là hèn nặng khó điều trị có thể nói rằng hệ thống y tế của chúng ta chưa có câu trả lời rất rõ để cho chúng ta giải quyết những bài toán này. Thế thì ở mỗi một cái vị trí của chúng ta, nếu chúng ta gặp những cái bệnh nhân này thì chúng ta nên đi tìm các cái cơ sở có khả năng thai cho bệnh nhân để chúng ta có thể trần đoán và điều trị được. Tôi xin được kết luận mấy kết luận như sau. Thứ nhất là từ các tài liệu hướng dẫn hiện nay thì SRA chưa được chú ý một cách đúng mức và chưa có một cái lộ trình trần đoán cụ thể. Cái thứ hai là bệnh hạt, uh, học học hen đa dạng và SRA là tình trạng thể hiện rõ nhất cái đặc điểm của cái bệnh học đa dạng trong trong hen. Cái thứ ba là tiếp cận thực hành xử trí nhóm SRA cần phải hướng tới xác định kiểu hình ngay khi mà chúng ta thấy có vẻ không đáp ứng tốt với trị liệu chuẩn ở mức độ gọi là ICS trung bình và liều cao là chúng ta đã phải chú ý rồi. Còn nếu không chú ý thì sẽ là muộn. Và cái cuối cùng là còn một khoảng trống trong hiểu biết của các thầy thuốc về xác định phân nhóm hen và hen nặng. Việc cải thiện năng lực thực hành của các thầy thuốc, nhất là các thầy thuốc chuyên khoa đang là một yêu cầu giúp cải thiện các cái xử trí trong bệnh lý này. Và chúng tôi cũng đang cố gắng đi theo cái con đường này để chúng tôi giải quyết được câu chuyện 10% và 50% chi phí. Xin cảm ơn sự chú ý của anh các chị.